Đại lý em đang hỗ trợ sắt xưởng xe mọi người nhá. Xe điện đây ạ. Xe điện IAD E3. Giá chỉ từ hơn 16 triệu. Đi 100 km mới hết điện ạ. Đây, ở đây được rồi. Xe siêu bền, siêu xinh luôn. Đây, anh trai mua cho cháu đi học, cho con gái đi học ạ. Hỗ trợ mua trả góp, trả trước 0 đồng đấy ạ. Xe đạp điện IAD ạ. Có hỗ trợ mua trả góp, trả trước 0 đồng ạ. Đây là xe điện mọi người nhé. Đi 100 cây mới hết điện ạ. Ship máy giặt nhé mọi người ơi. Ship máy giặt cho đại gia đây. Đại gia. Cửa hàng em chân anh vừa cầm đấy. Vâng. Máy giặt Toshiba đây ạ. Em đang lắp chiếc này cho anh này ạ. Máy giặt inverter đời mới tiết kiệm điện đây ạ. Đang giảm giá từ 2 đến 4 triệu. Mưa gió này các bác ở nhà tranh thủ có huy bộ nhé. Em xe đạp điện với máy giặt. Thanh lên đi Lý Hữu ơi. Hương đao tay sợ ông Thanh được à? Hiếu, Hiếu đao tay á. Hiếu ơi, một kia đây bác. Đang hướng dẫn sử dụng bên kia. Ngày mưa gió tại Huy Bộ đây ạ. Xuất xưởng xe đạp điện này, máy giặt này. Lắp tận nhà miễn phí cho khách hàng ạ. Quý vị mua xe đạp điện cũng được, lắp tận nhà miễn phí, ship tận nhà miễn phí ạ. Máy này nặng lắm anh ạ, gần tạ đấy. Cho lên tầng 2 được còn gì nữa phải không? Hai người khênh được. Đây là mấy đứa này nó yếu thôi. Tay đau, mấy đứa này tay đau. Hai thằng 80 cân chưa? Được chưa anh? Biết đi chưa? Đừng ga nhá, ga phát là đi ù luôn đấy. Mở lên một phát chưa ga được đâu, phải bóp phanh một phát nó mới đi được. Bác thử xem nào. Nó có chống trộm đây nữa này. Đấy. Đây, đây là chống trộm, đây không phải đâu cái này ấy. Đây, chống trộm đây. Cái này cũng như xe ga kia này. Cũng như xe ga ấy, vâng. Cái này biết dùng rồi nhỉ. Thế nào cũng như xe ga, lên là đi, đi là ga thôi. Gạt chân chống bóp phanh mới đi được, giống thế thôi mà. Anh đi thử một vòng đi xong quay lại lấy quà khuyến mại giúp em. Đi xem nào. Đi. Đây. Thả phanh ra, thả phanh ra. Bóp phanh vào xong thì nó mới đi được, bóp phanh mà. Ga xem nào. Ấn mấy cái nút nào nữa ấy. Đấy. Chưa quen.